Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị đến với những nội dung chính sau đây. Bờ Tây thành mặt trận nóng, Thủ tướng Israel gửi thông điệp cảnh cáo Iran. Nga cảnh báo rắn khi Ukraine hạ quyết tâm đánh sập cầu Crimea. Nga vất vả đánh chặn loạt vũ khí hủy diệt của Ukraine ở Lugan. Những điều làm xáo trộn lộ trình thanh thang của ông Trump vào Nhà Trắng ngay bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu cho biết, quốc gia này đã sẵn sàng và sẽ đáp trả mạnh mẽ nếu bị tấn công. Thủ tướng Netanyahu tuyên bố trong một cuộc họp nội các ở Jerusalem rằng, chúng tôi đã chuẩn bị cho mọi kịch bản, cả tấn công và phòng thủ. Iran cũng đã đưa ra lời đe dọa đáp trả sau khi thủ lĩnh lực lượng Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran. Trong khi đó, Israel tuyên bố chỉ chịu trách nhiệm đối với vụ việc chỉ huy cấp cao của Hezbollah Fuad Suk bị giết ở Beirut và chưa đưa ra bình luận chính thức về cái chết của Haniyeh. Israel cam kết loại bỏ kẻ chủ mưu đứng sau vụ tấn công tàn khốc ngày 7 tháng 10 của Hamas. Ông Netanyahu nói, nhà nước Israel đang trong cuộc xung đột trên nhiều mặt trận chống lại trục ma quỷ của Iran chúng ta đang tấn công từng cánh của họ với lực lượng lớn israel sẽ đáp trả tất cả cuộc tấn công nhắm vào đất nước của chúng tôi cơ quan an ninh của israel đưa ra mức cảnh giác cao độ trước phản ứng của iran dự đoán có thể xảy ra trên nhiều mặt trận vài giờ sau bình luận của ông netanyahu bộ trưởng quốc phòng joab galan cho biết israel đã chuẩn bị rất mạnh mẽ và sẵn sàng phản ứng nhanh chóng trước bất kỳ cuộc tấn công nào ông joab galan nói chúng tôi đã chuẩn bị về phòng thủ trên bộ và trên không đồng thời chúng tôi sẵn sàng di chuyển nhanh chóng để tấn công hoặc đáp trả. Chúng tôi sẽ bắt kẻ thù phải trả giá như những gì họ làm trong những ngày gần đây. Nếu tấn công chúng tôi, họ sẽ phải trả giá đắt. Trong cuộc họp nội các, ông Netanyahu cũng bác thông tin xử lý vấn đề khủng hoảng con tin đang diễn ra ở giải Gaza. Căng thẳng ở Trung Đông lên đến đỉnh điểm trong những ngày gần đây sau khi Iran cáo buộc Israel sát hại lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran gần đây trong khi Israel không xác nhận cũng như phủ nhận liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh Hamas ở Iran. Họ đã thừa nhận đã không kích hạ thủ lĩnh Hezbollah Fuad Suk ở Beirut, Liban. Israel đã cáo buộc ông Fuad Suk chịu trách nhiệm về vụ tấn công vào một sân bóng đá ở cao nguyên Golan trước đó. Trong bối cảnh đó, đài phát thanh quân đội Israel Galei Tezahan thuộc quản lý của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết các thị trấn ở vùng Sharon, miền trung nước này tiếp giáp bờ Tây đã được tăng viện trong vài ngày qua quân đội đã nhận thông tin tình báo về nguy cơ các đòn đánh xâm nhập bởi các tay súng Palestine từ hướng bờ Tây do Iran và Hamas chỉ đạo. Nhật báo Marib cũng dẫn nguồn tin an ninh đề cập nguy cơ xâm nhập đường bộ từ Liban và bờ Tây vào lãnh thổ Israel, tương tự chiến thuật Hamas sử dụng vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Các đơn vị phòng vệ dân sự khắp cả nước được yêu cầu duy trì cảnh giác cao độ, đặc biệt là tại khu vực phía Bắc và giáp danh bờ Tây. Jerusalem Post dẫn lời quan chức an ninh ở phía bắc Israel cho biết, chúng ta phải căng mắt dè chừng nguy cơ trên bộ, chúng ta cần chuẩn bị đối phó, đối phương xâm nhập và những kịch bản khó lường khác. Diễn đàn Hineni của các đơn vị phòng vệ dân sự tại Israel đã kêu gọi tăng cường cảnh giác với mọi mối đe dọa từ tấn công bằng tên lửa, máy bay không người lái đến xâm nhập đường bộ. Ở phía bắc Israel, trong khi phần lớn dân thường đã sơ tán, nhiều đơn vị phản ứng khẩn cấp vẫn bám trụ để bảo vệ tài sản cộng đồng tham gia cứu hộ, chữa cháy và khắc phục hậu quả các vụ tập kích của Hezbollah. Diễn đàn Hineni kêu gọi mọi đơn vị phòng vệ dân sự ở miền trung Israel tăng cường giám sát an ninh, vận động cảnh sát gia tăng theo dõi những cá nhân có dấu hiệu tình nghi. Israel nhiều lần cáo buộc Hamas và lực lượng đồng minh là Jihad Hồi giáo Palestine, PEG, ẩn náu ở bờ Tây, khu vực được quản lý một phần bởi chính quyền Palestine do Tổng thống Mahmoud Abbas đứng đầu. IDF cũng cho biết, trong trường hợp Hezbollah phát động giao tranh tổng lực, một số thành phố có thể mất điện trong vòng 3 ngày và hạ tầng cấp nước chịu gián đoạn trong nhiều ngày. Sau khi lãnh đạo chính trị Hamas Ismail Haniyeh bị ám sát ở Tehran, Iran và lãnh đạo quân sự Hamas Mohammed Deif cũng được cho là đã bị ám sát trong cuộc không kích vào thành phố Khan Younis. Tin tức về những vụ ám sát, những nhân vật máu mặt của Hamas có vẻ như là một chiến thắng của Israel và giáng đòn mạnh lên Hamas. Tuy nhiên, không ít nhà quan sát lại cho rằng những vụ việc này chỉ mang lại lợi ích trong ngắn hạn và cái giá phải trả là mất đi thành công chiến lược lâu dài. Trước đó, việc ám sát ông Haniye, một trong những nhà đàm phán chính của Hamas, không có nghĩa là cơ hội thả con tin và thỏa thuận ngừng bắn tạm thời tại Gaza đã chấm hết, nhưng gần như chắc chắn sẽ bị trì hoãn một lần nữa. Phản ứng của Iran, Hezbollah và Hamas đã được dự đoán sẽ định hướng cho tình hình Trung Đông trong những tuần và tháng tới, có thể khiến tình hình căng thẳng trở lại, hoặc hướng tới một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn. Vụ ám sát ông Haniyeh cũng được xem là một đòn giáng mạnh vào bộ máy tình báo của Iran, vốn đã nhiều lần không ngăn chặn được các vụ phá hoại, ám sát và tấn công mạng trên lãnh thổ Iran. Bà Tahani Mustafa, chuyên gia cấp cao về Palestine tại nhóm khủng hoảng quốc tế, tổ chức phi lợi nhuận, đa quốc gia, chuyên cung cấp phân tích chính sách, về việc chấm dứt xung đột cho rằng thay vì gây ra sự rối loạn trong Hamas và gieo rắc nỗi sợ hãi, những vụ ám sát sẽ có tác dụng ngược. Theo bà Mustafa, Hamas không phụ thuộc vào các cá nhân cụ thể và việc ám sát không phải là điều gì đó có thể làm chệch hướng đi của Hamas cả về mặt chính trị lẫn quân sự. Bà cho rằng điều cần lưu ý là những vụ ám sát này có thể sẽ khiến giới lãnh đạo Hamas cứng rắn hơn. Trong những thập niên qua, các chiến dịch ám sát của Israel chống lại đối thủ Palestine luôn gây tranh cãi. Một số chuyên gia cho rằng Chiến thuật này chỉ đơn thuần là tạo cơ hội cho các đảng hoặc các nhà lãnh đạo mới cực đoan hơn nổi lên thay thế lực lượng cũ để đối đầu với Israel. Đối với Hamas, kim chỉ nam hoạt động là chỉ cần sống sót trước một quân đội hùng mạnh hơn nhiều. Điều này sẽ mang lại một chiến thắng mang tính biểu tượng cũng như cơ hội duy trì quyền lực vượt qua mọi nỗi đau mà Israel đã gây ra. Chuyên gia Mustafa cho rằng nguyên tắc quan trọng nhất cho sự tồn tại của Hamas là không quá phụ thuộc vào sự hỗ trợ vật chất từ những bên ủng hộ ở nước ngoài. Iran là nguồn cung cấp tiền và vũ khí chính cho Hamas, nhưng hiện tại Iran cũng đang rất thận trọng để giữ mình không bị lôi kéo vào một cuộc xung đột khu vực. Cho đến nay, Hamas dường như vẫn duy trì khả năng tự lực ngay cả khi Israel siết chặt vòng vây ở Gaza. Hamas có các kỹ sư riêng là những người biết cách tận dụng bất cứ thứ gì có thể tìm thấy trên mặt đất, từ những đồ thu giữ được ở các căn cứ Israel hoặc các cuộc phục kích Israel hay việc bóc tách những vật liệu cần thiết từ những quả đạn pháo chưa nổ và máy bay không người lái. UAV bị rơi. Ông Jonathan Finner, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, nói với đài CBS liên quan tới thông báo điều động một nhóm tác chiến tàu sân bay tới khu vực cùng với một số khí tải không quân, tất cả đều tập trung vào bảo vệ Israel trước các mối đe dọa tiềm tàng mà nước này có thể phải đối mặt, cũng như ngăn chặn các mối đe dọa khác nhằm giảm thiểu căng thẳng tình hình, cũng như tránh mở rộng thành chiến tranh khu vực. Ông Finner nói thêm, nhưng mục tiêu trên hết là hạ nhiệt trong khu vực, ngăn chặn và phòng thủ trước các cuộc tấn công nhằm tránh một cuộc xung đột khu vực đầu tháng này lầu năm góc tuyên bố sẽ điều thêm khí tài tới trung đông bao gồm một nhóm tác chiến tàu sân bay phi đội máy bay chiến đấu tàu tuần dương và tàu khu trục lầu năm góc cho hay bộ quốc phòng mỹ đang tiếp tục thực hiện các bước để giảm thiểu khả năng gia tăng căng thẳng trong khu vực do iran cùng các đối tác và lực lượng ủy nhiệm tiến hành ông finer cũng khẳng định mỹ không tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự và các hoạt động khác diễn ra trong tuần qua ở trung đông ông finer nói Chúng tôi không có vai trò gì trong các vụ việc. Chúng tôi sẽ đóng vai trò hạ nhiệt tình hình theo cách chính xác như tôi mô tả, bắt đầu bằng phòng thủ và bảo vệ Israel khỏi bị tấn công một lần nữa. Ở diễn biến liên quan, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Iraq Mohamed Sia al-Sudani vừa qua nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tất cả các bên thực hiện các bước nhằm xoa dịu căng thẳng trong khu vực, tránh căng thẳng gia tăng thêm và tăng cường ổn định. Ngay từ đầu, Iraq đã có lập trường không khoan nhượng về cuộc xung đột ở Gaza, lên án cuộc tấn công của Israel và từ chối chỉ trích Hamas. Điều này phản ánh sự ủng hộ truyền thống của quốc gia này đối với Palestine. Iraq có lực lượng thân Iran và các nhóm này đã nhiều lần tấn công lực lượng Mỹ ở quốc gia này và Syria. Sau khi binh sĩ Mỹ hứng chịu ít nhất 165 cuộc tấn công từ ngày 7 tháng 10 năm 2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra lệnh không kích Iraq vào tháng 2 để đáp trả vụ ba binh sĩ Mỹ thiệt mạng ở Jordani. Nỗi lo của xung đột trên toàn khu vực có thể thu hút các lực lượng ở Iraq và Syria đã gia tăng sau ba cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong những ngày gần đây, đánh dấu sự căng thẳng gia tăng trở lại của các cuộc giao tranh. Để đáp trả, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích ở phía Nam Bát Đa vào tuần trước. Theo truyền thông Bangladesh, Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina đã từ chức và cùng em gái lên một trực thăng quân sự để bay đến Ấn Độ. Một phụ tá của bà Hasina nói với kênh Al Jazeera rằng nhà lãnh đạo Bangladesh đã lên một chiếc trực thăng quân sự sau khi đám đông bất chấp lệnh giới nghiêm toàn quốc để xông vào dinh thủ tướng ở Dhaka. Hình ảnh phát trên các kênh truyền hình Bangladesh cho thấy những người biểu tình xông vào dinh thủ tướng, lật đổ đồ đạc, đập vỡ cửa kính và mang đi sách vở cùng nhiều vật dụng khác. Biểu tình đã gây biến động tại Bangladesh trong thời gian gần đây. Tính riêng ngày 4 tháng 8 đã có 95 người, trong đó có 14 cảnh sát tử vong và hàng trăm người bị thương trong các cuộc đụng độ giữa lực lượng chức năng với người biểu tình ở thủ đô Dhaka. Sky News của nước Anh đưa tin có 6 người đã thiệt mạng trong đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình tại khu vực cao đẳng idaka và Jatrabari ngày mùng 5 tháng 8. Vào tuần vừa rồi, làn sóng biểu tình bạo lực ở Bangladesh xảy ra nghiêm trọng trong bối cảnh hàng chục nghìn người tiếp tục xuống đường kêu gọi thủ tướng Hasina từ chức do sử dụng vũ lực quá mức đối với người biểu tình, buộc các lực lượng cảnh sát đã phải bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán. Tháng trước, gần 200 người thiệt mạng, hàng nghìn người bị thương và gần 11.000 người bị bắt trong các vụ bạo lực xuất phát từ các cuộc biểu tình do các nhóm sinh viên lãnh đạo nhằm phản đối chính sách hạn chế việc làm của chính phủ. Điều này đã gia tăng thành phong trào phản đối chính phủ rộng lớn với hàng trăm nghìn người đã yêu cầu thủ tướng Sheikh Hasina phải từ chức sau 15 năm cầm quyền. Các cuộc biểu tình chỉ tạm dừng lại sau khi tòa án tối cao Bangladesh bãi bỏ hầu hết các hạn chế. Tuy nhiên, các nhóm sinh viên đã biểu tình trở lại trên đường phố vào tuần trước đòi công lý cho gia đình những người thiệt mạng. Bộ Nội vụ Bangladesh đã ban bố lệnh giới nghiêm vô thời hạn trên toàn quốc bắt đầu từ 18 giờ ngày 4 tháng 8 theo giờ địa phương. Dịch vụ internet tốc độ cao cũng bị ngắt và các nền tảng truyền thông xã hội như Facebook và WhatsApp hiện không hoạt động ở Bangladesh. Ngày 4 tháng 8, Cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk đã bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực gần đây ở Bangladesh, đồng thời kêu gọi đối thoại giữa chính phủ và những người biểu tình. Thủ tướng Hasina cũng chỉ trích rằng những người tham gia bạo lực không phải là sinh viên mà là những kẻ khủng bố gây bất ổn đất nước. Ngày mùng 5 tháng 8, lực lượng Hezbollah của Liban đã tấn công miền Bắc Israel bằng máy bay không người lái UAV để đáp trả những gì họ gọi là các cuộc tấn công và ám sát do Israel thực hiện tại một số ngôi làng ở miền Nam Liban. Cụ thể, Hezbollah tuyên bố đã tấn công trụ sở mới thành lập của sư đoàn 91 tại căn cứ Elite ở miền Bắc Israel vào sáng sớm mùng 5 tháng 8 khiến nhiều binh sĩ và sĩ quan bị thương. Trong một tuyên bố khác, nhóm này cho biết một UAV đã tấn công khu vực Mankia cũng ở miền Bắc Israel. Quân đội Israel xác nhận một máy bay không người lái được phóng từ Liban vào ban đêm đã rơi xuống khu vực Mankia, không có thương vong nào được báo cáo. Quân đội Israel cho biết cuộc tấn công đã làm bị thương hai binh sĩ. Lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy bùng phát sau cuộc tấn công ở AILS, Hashaha, phía bắc cùng Galilee, miền Bắc Israel xung đột xảy ra trong bối cảnh lo ngại về một cuộc chiến tranh toàn diện sau vụ giết hại một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Liban và nhà lãnh đạo chính trị của Hamas ở Iran. Cùng ngày, Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ họp với nhóm an ninh quốc gia để thảo luận về tình hình Trung Đông trong bối cảnh lo ngại Iran sẽ tấn công Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh. Nhà Trắng cho biết ông Biden cũng sẽ nói chuyện với vua Abdullah đệ nhị của Jordan, Bộ trưởng Ngoại giao Jordan, Ayman Safadi đã có chuyến đi hiếm hoi tới Iran vào cuối tuần trong nỗ lực kiềm chế Iran. Tuy nhiên, nỗ lực này dường như thất bại. Trong cuộc họp với ông Safadi hôm 4 tháng 8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết vụ ám sát ông Hanieh là một sai lầm lớn của Israel. Mỹ tuyên bố sẽ bảo vệ Israel trong trường hợp bị tấn công và đã điều động tàu chiến cùng với máy bay chiến đấu đến khu vực này. Washington cũng đã bắt đầu một vòng ngoại giao khẩn trương nhằm giảm căng thẳng bùng phát vào tuần trước sau vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Hanieh và một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut. Israel nhận trách nhiệm về vụ tấn công ở Beirut nhưng không thừa nhận có liên quan đến vụ ám sát ông Hainier. Asius dẫn nguồn tin riêng cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra dự báo nhận định rằng Iran có thể tấn công Israel trong vòng từ 24 đến 48 giờ tới. Thông tin này được Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken đưa ra trong cuộc trao đổi với những người đồng cấp đến từ các nước thuộc nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 hôm 4 tháng 8. Hiện tại, Mỹ đang nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng trong khu vực và ngăn chặn nguy cơ bùng nổ một cuộc chiến tranh toàn diện. Washington cho rằng cuộc tấn công của Iran là điều không thể tránh khỏi sau vụ ám sát quan chức cấp cao của Hezbollah và Hamas vào cuối tháng 7. Tình hình căng thẳng Trung Đông ở mức báo động cao trước một cuộc xung đột toàn diện. hãng tin Reuters cho hay, nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 đã triệu tập một cuộc họp bất thường của các ngoại trưởng sau khi chứng kiến sự gia tăng nguy hiểm trong những ngày gần đây ở Trung Đông. Ngoại trưởng Italia Antonio Tajani cho biết trong cuộc họp trực tuyến do ông chủ trì, các ngoại trưởng G7 đã bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các sự kiện gần đây có thể dẫn đến cuộc khủng hoảng lan rộng hơn trong khu vực, bắt đầu từ Liban. Tuyên bố của các ngoại trưởng nêu rõ: "Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan từ bỏ mọi hành động có thể cản trở con đường đối thoại ôn hòa và kích động một cuộc xung đột mới." Những người đứng đầu ngành ngoại giao của các nước G7 hối thúc hoàn tất một thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza và trả tự do cho các con tin, cũng như tái khẳng định cam kết của khối về việc tăng cường viện trợ nhân đạo cho người dân của vùng đất Palestine. Trong khi đó, các ngoại trưởng của Nga và Ai Cập đã điện đàm thảo luận về các nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông nhằm bảo vệ an ninh, ổn định và các lợi ích của người dân trong khu vực cũng như ngăn chặn việc rơi vào vòng luẩn quẩn xung đột. Tờ Egypt Today đưa tin, trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu zeid cho biết, Ngoại trưởng Ai Cập Bas Abdelati và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã trao đổi quan điểm về các vấn đề cùng quan tâm cũng như những diễn biến hiện nay trong khu vực. Ai Cập đang thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao với các quốc gia láng giềng để ngăn chặn một cuộc chiến khu vực tiềm tàng sau khi Israel thực hiện một loạt vụ tấn công vào Hezbollah, Hamas và lực lượng động viên nhân dân Iraq. Israel bị cáo buộc ám sát thủ lĩnh chính trị của phong trào Hamas, Ismail Haniyeh, tại thủ đô Tehran của Iran. Trước đó, Israel cũng đã sát hại chỉ huy cấp cao của Hezbollah, Sayyed Fuad Ali Shuk, trong một cuộc tấn công vào ngoại ô thủ đô Beirut của Liban. Iran Hezbollah tuyên bố trả đũa nhằm vào Israel, dấy lên nguy cơ đẩy Trung Đông vào một cuộc chiến tranh toàn diện nguy hiểm giữa lúc xung đột ở giải Gaza vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt trong ngày 4 tháng 8, điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani tuyên bố rằng việc hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông chỉ phụ thuộc vào chấm dứt tấn công ở giải Gaza và ngăn chặn sự bành trướng của hành vi này nhằm vào Liban. Theo Reuters, ông al-Sudani nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và chính phủ của ông tấn công các quốc gia trong khu vực, chấm dứt các hành vi vi phạm luật pháp quốc tế và vi phạm chủ quyền. Về phần mình, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bày tỏ mong muốn của Mỹ rằng Iraq sẽ đóng vai trò trong việc duy trì sự ổn định trong khu vực và ngăn chặn sự căng thẳng của tất cả các bên. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, mới đây đã phát hiện ra một đường hầm lớn đủ để xe cộ có thể di chuyển qua lại ở khu vực biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Đường hầm cao 3 mét này được phát hiện vào tuần trước trên hành lang Philadelphia. Các kỹ sư Israel điều tra đường hầm trước khi xóa sổ nó. Vào tháng 7, truyền thông địa phương dẫn đánh giá của IDF cho biết sau 9 tháng xung đột phần lớn mạng lưới đường hầm của phong trào Hamas ở Gaza vẫn trong trạng thái hoạt động tốt. IDF khẳng định đã phá hủy hàng chục đường hầm và sẽ tiếp tục truy tìm, xóa sổ những đường hầm khác mà họ có thể tìm thấy. Các quan chức cấp cao quân đội Israel đánh giá mạng lưới đường hầm của Hamas tại Gaza dài khoảng từ 563 km đến 724 km. Hồi đầu tháng 7, tờ Jerusalem Post cho biết IDF vẫn chưa chắc chắn rằng Họ đã hoặc sẽ tìm thấy tất cả các đường hầm xuyên biên giới giữa Gaza và Ai Cập. Cho đến nay, nhiều nguồn tin từ IDF tiết lộ rằng có ít nhất 25 đường hầm xuyên biên giới, nhưng đây chỉ là ước tính ban đầu. Trong tất cả các trận chiến đường hầm mà IDF đã thực hiện ở Gaza, đây là trận chiến quan trọng nhất vì hành lang Philadelphi chính là huyết mạch của Hamas để tiếp nhận vũ khí từ bên ngoài. Cuộc tấn công vào miền Nam Israel ngày 7 tháng 10 năm ngoái không thể diễn ra nếu không có vận chuyển vũ khí, huấn luyện và tình báo mà Hamas nhận được thông qua hành lang Philadelphia. Liệu IDF sau nhiều năm mở rộng đơn vị đặc nhiệm chuyên về đường hầm Yahalom và đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ vào robot, chó nghiệp vụ, thiết bị bay không người lái UAV và nhiều công nghệ tiên tiến khác có đủ khả năng ngăn chặn tuyến giao thông ngầm này hay không? Thậm chí còn chưa đề cập đến vấn đề địa chính trị phức tạp liên quan đến Ai Cập, Mỹ, Liên Hợp Quốc và các bên khác, cũng như liệu IDF có thể ngăn chặn Hamas quay trở lại hay không nếu lực lượng này rút lui hoàn toàn khỏi hành lang Philadelphia. Ngay cả trước khi trả lời câu hỏi đó, nếu IDF hiện đang nắm toàn quyền kiểm soát không thể phá hủy toàn bộ các đường hầm thì khó có thể thấy điều gì có thể ngăn cản Hamas quay trở lại và tái vũ trang. Trước hết, ở hành lang Philadelphia, những đường hầm này đặc biệt dài và sâu dưới lòng đất. Cách duy nhất để thực sự phát hiện thấy chúng là bắt đầu bằng một đường hầm sâu trong Rafa, có thể không liên quan gì đến xuyên biên giới và sau đó xem xét mọi đường hầm cho đến khi phát hiện ra đường hầm nào dẫn đến biên giới nếu việc tìm kiếm các đường hầm xuyên biên giới được tiến hành ở sâu hơn trong Rafa, chứ không chỉ ở hành lang Philadelphia ngắn và hẹp hơn, thì cuộc tìm kiếm chúng sẽ phức tạp hơn nhiều. Vấn đề đường hầm xuyên biên giới sẽ dễ dàng xử lý hơn một chút với IDF nếu phía Ai Cập quyết tâm xóa bỏ 100% đường hầm xuyên biên giới như Israel. Nhưng các nguồn tin của IDF cho biết họ không làm như vậy vì chính phủ hiện tại của Ai Cập không thù địch với Hamas. Khi bị vô hiệu hóa, không có nghĩa là các đường hầm bị phá hủy hoàn toàn và thậm chí một khi đã bị phá hủy không có nghĩa là bị phá hủy mãi mãi. Việc phá hủy cũ không có nghĩa là các đường hầm mới sẽ không được đào ngay lập tức. Hamas sau đó sẽ dễ dàng tái thiết lập lại các đường hầm đó khi IDF từ bỏ toàn bộ hoặc một phần quyền kiểm soát phía Gaza của hành lang Philadelphi, hoặc thậm chí khi IDF bắt đầu giảm sự hiện diện của quân thường trực tại Rafah. Tờ Wall Street Journal vừa qua đưa tin Iran đã bác bỏ những nỗ lực của Mỹ và các nước Ả Rập nhằm kiềm chế phản ứng của nước này đối với vụ ám sát nhà lãnh đạo chính trị hàng đầu của Hamas tại Tehran. Các công tố viên Iran cho biết họ đã mở một cuộc điều tra chính thức về vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Ismail Haniyeh của Hamas diễn ra vài giờ sau khi một cuộc không kích của Israel sát hại một chỉ huy cấp cao của Hezbollah ở Beirut, Liban. Hai cuộc tấn công sau một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một sân bóng đá ở Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát đã làm căng thẳng một chu kỳ bạo lực gần đây và đe dọa đẩy khu vực này đến bờ vực xung đột toàn diện. Các nhà lãnh đạo Iran đã tuyên bố sẽ đáp trả và nói với các nhà ngoại giao Ả Rập rằng họ không quan tâm nếu phản ứng này gây ra xung đột. Trước đó, Mỹ đã yêu cầu các đối tác châu Âu và các chính phủ khác truyền đạt thông điệp tới Iran là không leo thang cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công đáng kể nào cũng sẽ dẫn đến phản ứng và báo hiệu rằng những nỗ lực của Tổng thống mới của Iran, Masoud Pezeshkian nhằm cải thiện mối quan hệ với phương Tây, sẽ có cơ hội tốt hơn nếu Tehran thể hiện sự kiềm chế. Mỹ cho biết, như một phần của thông điệp, rằng họ cũng đang gây sức ép buộc Israel phải hạ nhiệt. Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Jordani Ayman Safadi đã đến thăm Tehran để thảo luận về các cách xoa dịu căng thẳng, nhấn mạnh rằng Jordani sẽ không trở thành chiến trường trong tình hình hiện tại. Trong cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái UAV và tên lửa của Iran vào Israel hồi tháng 4 vừa qua, Jordani đã chặn các tên lửa bay vào không phận của mình hướng về Israel. Lần này họ cảnh báo sẵn sàng thực hiện các hành động tương tự nếu cần thiết. Liên quan đến vụ ám sát thủ lĩnh của Hamas, các chính trị gia ở Tehran cho biết vụ việc đã phơi bày những thất bại về tình báo của các cơ quan an ninh Iran. Ahmad Baksais Adestani, thành viên của Ủy ban Đối ngoại và An ninh Quốc gia tại Quốc hội Iran nói, có những lỗ hổng trong hệ thống thông tin an ninh của chúng tôi. Về phía Israel, nước này đã đặt quân đội vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao, trong khi Mỹ đã nỗ lực chuẩn bị các phương tiện quân sự và phối hợp với các đối tác khu vực để ngăn chặn một cuộc tấn công mà một số người lo ngại có thể rộng hơn, phức tạp hơn cuộc tấn công của Iran hồi tháng 4 năm nay. John Feiner, phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ phát biểu với ABC News rằng Chúng tôi đang chuẩn bị cho mọi khả năng, giống như chúng tôi đã làm trước ngày 30 tháng 4 khi Iran tấn công Israel và Mỹ cùng liên minh các đối tác và đồng minh của chúng tôi đã hợp tác với Israel để đánh bại cuộc tấn công đó. Trong cuộc tấn công đó, Iran đã bắn hơn 300 UAV và tên lửa vào Israel, nhưng chỉ sau khi gửi thông báo cho các nhà ngoại giao cũng như cho Israel và Mỹ cơ hội chuẩn bị. Cuối cùng, hầu hết các tên lửa và UAV đã bị bắn hạ trước khi đến Israel. Nhưng lần này, Iran đã từ chối cung cấp cảnh báo chi tiết giúp giảm thiểu tác động của bất kỳ cuộc tấn công tiềm tàng nào. Ông Mahmoud Bassan, phát ngôn viên cơ quan phòng vệ dân sự Gaza cho biết, Israel vừa thực hiện đòn không kích nhằm vào trường Hassan Salame và Anas ở Gaza City. Ông nói ít nhất 30 người đã thiệt mạng, phần lớn nạn nhân là phụ nữ và trẻ em. Quân đội Israel đã thực hiện cuộc tấn công tàn khốc theo đúng nghĩa đen. Quan chức Gaza nói rằng hiện trường vụ không kích rất bi thảm, ít nhất 16 người được cho là còn mắc kẹt bên dưới đống đổ nát. Đòn không kích được thực hiện một ngày sau khi vòng đàm phán ở Ai Cập kết thúc mà không có kết quả. Trong khi đó, Israel khẳng định chỉ tấn công sở chỉ huy của lực lượng Hamas. Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm với hy vọng một số người vẫn còn sống sót trong những đống đổ nát của tòa nhà, nơi từng là khu trú ẩn cho các gia đình sơ tán giới chức Palestine cáo buộc Israel không đưa ra bất cứ cảnh báo nào trước cho dân thường trước khi tiến hành không kích. Ông Hani Mahmoud, phóng viên thường trú của Al Jazeera tại giải Gaza nói, các trung tâm sơ tán chủ yếu đặt tại trường học vì đây là địa điểm duy nhất có đủ không gian cho lượng lớn người tập trung. Những cuộc không kích ngày càng khó dự đoán, gây thương vong nặng nề và tổn thương nghiêm trọng cho cộng đồng cư dân, những người đã phải chuyển nơi ở 5-7 lần trên khắp khu vực Bắc giải Gaza. Ở diễn biến liên quan, Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo OCHA của Liên hợp quốc đã bày tỏ quan ngại về tình hình nhân đạo ở Gaza và Bờ Tây, đồng thời nhấn mạnh về tình trạng kiệt quệ của người dân tại các vùng lãnh thổ Palestine. Theo OCHA, tình trạng xung đột, lệnh sơ tán liên tục, trở ngại trong tiếp cận viện trợ và nhiều thách thức khác đã ngăn cản nỗ lực cứu trợ cho người dân Gaza. Các đối tác nhân đạo của Liên hợp quốc cũng nêu bật lo ngại về nguồn nước sinh hoạt và hệ thống vệ sinh. Chương trình lương thực thế giới WFP và nhiều tổ chức khác cho biết không thể chuyển đủ lương thực viện trợ Gaza do thiếu cửa khẩu hoạt động, khó xin giấy phép di chuyển trong Gaza và tình trạng không an toàn, mất trật tự công cộng. Trong bối cảnh nhu cầu tăng cao và nguồn dự trữ hạn chế, WFP phải giảm viện trợ cho mỗi gia đình xuống mức thấp nhất. Trong khi đó, cơ quan cứu trợ liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine UNRWA đã khởi động chương trình đưa trẻ em tại Gaza quay lại trường học. Người đứng đầu UNRWA nhấn mạnh đây là bước đầu trên chặng đường dài, trong đó tập trung trước mắt vào các hoạt động nhằm giúp trẻ em có nơi trú ẩn an toàn trong bối cảnh xung đột vẫn diễn ra. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập cuộc họp khẩn với đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia tại phòng tình huống trước khả năng Iran có thể tấn công Israel. Cuộc họp được triệu tập một ngày sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin có cuộc điện đàm với người đồng cấp Israel nhằm khẳng định sự ủng hộ của Mỹ đối với nước này trong bối cảnh gia tăng căng thẳng với Iran và các lực lượng ủy nhiệm, điều có thể khiến xung đột gia tăng tại khu vực. Hai bên đã thảo luận các động thái của Mỹ nhằm tăng cường bảo vệ các lực lượng của Mỹ trong khu vực, ủng hộ sự phòng vệ của Israel và đe xuống thang căng thẳng ở khu vực. Trong khi đó, thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng tuyên bố tại cuộc họp nội các rằng, nước này đã sẵn sàng cho một cuộc xung đột trên nhiều mặt trận với Iran và các lực lượng ủy nhiệm. Thủ tướng Netanyahu cũng khẳng định, Israel đã sẵn sàng cho mọi kịch bản. Phía Mỹ cũng nhấn mạnh đang chuẩn bị ứng phó với mọi khả năng có thể xảy ra ở Trung Đông, bao gồm các cuộc tấn công nhắm tới Israel và một cuộc xung đột khu vực. Theo Phó Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Finner, Mỹ đang chuẩn bị theo nhiều hướng nhằm ứng phó với các biện pháp đáp trả mà Iran có thể thực hiện. Ông Finner cũng bày tỏ quan ngại về căng thẳng và giao tranh gia tăng giữa Israel và lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban trong những tuần qua. Lầu Năm Góc vào tuần trước thông báo đã di chuyển tàu sân bay USS Abraham Lincoln cùng đội tàu chiến hộ tống từ Thái Bình Dương tới Trung Đông. Mỹ cũng di chuyển các đơn vị phòng thủ trên không tới khu vực này, động thái tương tự với hồi tháng 4 khi Mỹ dự báo Iran có thể tấn công Israel bằng tên lửa và máy bay không người lái. phía Mỹ cho biết các động thái này nhằm giảm căng thẳng ở Trung Đông, răn đe và bảo vệ Israel trước các cuộc tấn công, đồng thời ngăn chặn một cuộc xung đột ở khu vực. Bên cạnh đó, nguồn tin từ nhà báo Israel Ben Caspidt cho biết, cơ quan an ninh Shin của Israel đã chuẩn bị một hầm trú ẩn bên dưới Jerusalem nơi các nhà lãnh đạo chính trị của nước này sẽ làm việc trong trường hợp Iran tấn công trả đũa. Theo ông Kaspit, hầm trú ẩn này đóng vai trò là trung tâm chỉ huy và kiểm soát dưới lòng đất, được kết nối với căn cứ quân sự Kiria ở Tel Aviv, Israel và một loạt các hầm trú ẩn khác trên khắp Israel. Nhà báo Kaspit tiết lộ, song không nêu dẫn chứng nguồn tin, nó cho phép lưu trú lâu dài và có khả năng trụ vững trước mọi loại vũ khí. Israel hiện đang gấp rút chuẩn bị để đối phó với khả năng Iran tấn công trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh tại Tehran vào tuần trước. Lục quân Mỹ vừa thông báo đơn vị thiết giáp của nước này đang tiến hành cuộc tập trận thường kỳ nhằm triển khai nhanh binh sĩ từ đất liền nước Mỹ sang Hàn Quốc nhằm duy trì năng lực phản ứng nhanh. Trong một hoạt động tương tự, tháng trước, một tiểu đoàn thuộc sư đoàn thiết giáp số 1 ở Texas đã được huy động đến một căn cứ quân sự của Mỹ gần Daegu, cách Seoul 233 km về phía đông nam để tham gia cuộc tập trận Pacific Fortitude. Điểm dễ nhận thấy là quân đội nhận thông báo về cuộc tập trận vào ngày 17 tháng 7 và chỉ 6 ngày sau, họ bắt đầu rút thiết bị chiến đấu tại trại Caro cùng với Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Viễn Trinh số 19. Cuộc tập trận cũng tiến hành kiểm tra việc sử dụng thiết bị đã có ở Hàn Quốc. Những bức ảnh do Tập đoàn Quân số 8 công bố cho thấy quân đội đã vận chuyển xe tăng M1 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley tại căn cứ đến khu vực huấn luyện. Chuẩn tướng Jin Park, chỉ huy Bộ Tư lệnh Hỗ trợ Viễn Trinh số 19 cho hay, việc có sẵn thiết bị quan trọng này cho phép chúng tôi triển khai sức mạnh vào đúng thời điểm và đúng tốc độ. Cuộc tập trận sẵn sàng triển khai này chứng minh với các đồng minh của chúng tôi rằng Mỹ cam kết bảo vệ Liên minh Hàn-Mỹ. Trong tháng 7, Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành cuộc tập trận trên không với mục đích tăng cường năng lực tác chiến chung. Cuộc tập trận tại căn cứ không quân Suwon phía nam Seoul với sự có mặt của các máy bay chiến đấu, FA-18CD và F-35B của Thủy quân lục chiến Mỹ cũng như các máy bay F-16, FA-50, KA-1 và F-15K của Hàn Quốc. Theo John Hap, cuộc tập trận bao gồm các bài huấn luyện về các hoạt động cơ động của máy bay chiến đấu, hỗ trợ trên không tầm gần, ngăn chặn và phòng thủ phản công trên không, nhằm tăng cường khả năng tương tác giữa các loại máy bay khác nhau của cả hai nước. Cuối tháng 6, Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản đã tổ chức cuộc tập trận quân sự ba bên đầu tiên mang tên Freedom Edge tại vùng biển quốc tế phía nam đảo Jeju của Hàn Quốc. Cuộc tập trận có sự tham gia của máy bay trực thăng và tàu chiến, bao gồm cả tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ, tàu khu trục ROKS Ryung của Hàn Quốc và tàu khu trục trực thăng JSI của Nhật Bản trong bối cảnh London đang vật lộn với tình trạng bất ổn xã hội tồi tệ chưa từng thấy trong 13 năm qua. Thủ tướng Anh Keir Starmer cảnh báo những kẻ côn đồ sẽ phải hối hận vì các hành vi bạo lực tại xứ sở sương mù này trong hai ngày cuối tuần qua. Phát biểu tại phố Downing, nhấn mạnh không có lý do chính đáng nào để biện minh cho các hành vi bạo lực. Ông Starmer khẳng định những kẻ gây rối nhằm vào người dân chỉ vì màu da của họ không đại diện cho nước Anh sẽ sớm bị đưa ra trước công lý. Các cuộc biểu tình bạo lực trong hai ngày cuối tuần là làn sóng bạo loạn nghiêm trọng nhất ở Anh kể từ trước đến nay. Cuộc biểu tình cũng được lên kế hoạch vào ngày 4 tháng 8 tại Bolton, Lancaster, Oymouth và Middlesbrough. Tại Middlesbrough, hơn 300 người biểu tình chống nhập cư tuần hành qua trung tâm thành phố. Những đối tượng quá khích đã ném gạch, lon bia và các đồ vật vào cảnh sát. Trước đó, ít nhất 100 người đã bị bắt sau các vụ bạo lực xảy ra tại các thành phố Hull, Liverpool, Stock on Trent, Nottingham, Preston, Manchester. Blackpool và Belfast khi những người biểu tình tấn công cảnh sát, khiến nhiều người bị thương, cướp phá các cửa hàng và đốt mọi thư viện hỗ trợ các cộng đồng nghèo. Theo CNN, lợi dụng tình hình vụ việc, phe cực hữu tại Anh đã phát tán làn sóng thông tin sai lệch. Tuy nhiên, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục bùng phát thành phản ứng dữ dội hơn đối với đạo hồi, làn sóng người nhập cư. Người biểu tình cho rằng các nhà lãnh đạo chính trị đang quan tâm đến việc đàn áp những người bất đồng chính kiến cánh hữu hơn là việc giải quyết tội phạm nhập cư. Bộ trưởng Cảnh sát Anh Diana Johnson cho biết, sẽ có biện pháp tiêu diệt nhanh chóng những kẻ bạo loạn cực hữu đang gây ra tình trạng bất ổn tại nước này. Còn ở Bangladesh, chính phủ nước này đã ban hành lệnh giới nghiêm vô thời hạn trên toàn quốc nhằm đối phó bạo lực chết người. Các nguồn tin địa phương cho biết, ít nhất 97 người đã thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong các cuộc biểu tình trên khắp Bangladesh trong ngày cuối tuần qua. Thương vong xảy ra khi cảnh sát nước này sử dụng lựu đạn hơi cay và đạn cao su để giải tán các đám đông lên tới hàng chục nghìn người biểu tình kêu gọi thủ tướng Sheikh Hasina từ chức. Thủ tướng Hasina đối diện áp lực lớn sau khi đắc cử nhiệm kỳ thứ tư liên tiếp hồi tháng 1 trong cuộc bầu cử bị đảng dân tộc Bangladesh đối lập tẩy chay. Nhiều người biểu tình đã chặn các xa lộ và bạo lực lan ra ở nhiều nơi. Bà Hasina chỉ trích rằng những người tham gia bạo lực không phải là sinh viên mà là những kẻ khủng bố gây bất ổn đất nước. Bộ Ngoại giao Ấn Độ khuyến cáo công dân nước này không nên đến Bangladesh cho đến khi có thông báo mới. Còn tại Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro vừa qua cho biết khoảng 2.000 người đã bị bắt giữ trong các cuộc biểu tình sau bầu cử tổng thống ở nước này gần đây. Phát biểu sau một cuộc biểu tình ở Caracas, ông Maduro cam kết sẽ áp dụng hình phạt tối đa và cáo buộc những người bị giam giữ đã phạm tội nghiêm trọng. Tổng thống Maduro nêu rõ, chúng tôi đã bắt giữ 2.000 người trong các cuộc biểu tình. Họ sẽ bị đưa đến giam giữ tại nhà tù Tocorón. Những người này sẽ bị áp dụng hình phạt tối đa, lần này sẽ không có sự tha thứ và khoan nhượng. trong một cuộc phỏng vấn với tờ Ivestia đầu tháng này. Bà Maria Zakharova nhắc đến những bình luận của người đứng đầu Tổng cục Tình báo Ukraine GUR Krily Budanov rằng Kiev đang nỗ lực cho các kế hoạch phá hủy cây cầu quan trọng nối bán đảo Crimea và đất liền Nga trong vài tháng tới. Bà Zakharova tỏ ra ngạc nhiên khi ông Budanov vạch ra khung thời gian vài tháng. Phát biểu trên truyền hình quốc gia, Giám đốc Tình báo Quân đội Ukraine Kirill Budanov cho biết mọi công việc đang được tiến hành để phá hủy cầu Kerch hay cầu Crimea Bà Zakharova nói thêm, có lẽ đây là một phần trong chiến dịch bầu cử Mỹ, nơi cần phải đưa ra bằng chứng mạnh mẽ về những thành tựu mà Nhà Trắng và chính quyền Kiev đã đạt được. Theo bà Zakharova, Nga coi các mối đe dọa tấn công cầu Crimea là chủ nghĩa khủng bố. Trước đó, tình báo quân đội Ukraine cho biết đã lên kế hoạch tập kích cầu Crimea lần 3 và tuyên bố việc công trình này bị sập là điều không thể tránh khỏi. Một quan chức thuộc Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine GUR khẳng định họ đã có gần đủ phương tiện cần thiết để thực hiện mục tiêu này. GUR từng hai lần tiến hành các cuộc tập kích vào cầu Crimea nối bán đảo cùng tên với lục địa Nga, nhưng chỉ phá hủy được một làn đường và Nga nhanh chóng khắc phục để nối lại lưu thông sau đó. Các quan chức GUR cho hay, cơ quan này đang lên kế hoạch tấn công lần 3 và tuyên bố việc đánh sập cầu Crimea là điều không thể tránh khỏi. Tình báo quân đội Ukraine không nói rõ họ sẽ tập kích cầu Crimea bằng loại vũ khí nào. Sau các vụ nổ làm cầu Crimea hư hại, Nga triển khai nhiều biện pháp để bảo vệ công trình như tăng cường lưới phòng không trong khu vực và triển khai xà lan mồi nhử đánh lạc hướng các quả đạn đang bay tới. Các quan chức Ukraine từng nhận định vũ khí của phương Tây sẽ giúp nước này đánh sập cầu Crimea nhanh hơn. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhiều lần đề nghị Đức cung cấp tên lửa tầm xa Taurus, song chưa được đáp ứng. Tuy nhiên, vào tháng 6, Hải quân Ukraine nói rằng việc phá hủy cầu Crimea sẽ không có tác dụng vào thời điểm hiện tại vì Nga hầu như không còn sử dụng công trình này cho mục đích quân sự. Bán đảo Crimea liên tục trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái và tên lửa của Ukraine Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước láng giềng, Ukraine nhiều lần tuyên bố dùng vũ khí tấn công mục tiêu quân sự của Nga ở Crimea, khiến hạm đội biển Đen bị tê liệt. Các nhà phân tích tại Viện nghiên cứu chiến tranh ISW lưu ý rằng để có thể sử dụng máy bay F16, quân đội Ukraine nên tập trung vào việc vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Tờ The Economist đưa tin, Ukraine đã nhận được 10 máy bay chiến đấu F-16 trong tổng số 79 chiếc mà phương Tây cam kết cung cấp cho Kiev. Dự kiến vào cuối năm nay, Ukraine sẽ nhận thêm 10 chiếc nữa, nâng tổng số máy bay F-16 mà nước này sở hữu lên đến 20 chiếc. Trong khi đó, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sitsky nhấn mạnh, sự xuất hiện của máy bay chiến đấu F-16 đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều máy bay và tên lửa mà Nga dùng tấn công các mục tiêu ở Ukraine bị bắn hạ. Hãng tin Pravda dẫn nguồn tin Militarni cho biết, máy bay F-16 của Ukraine được trang bị Terma Pist với hệ thống cảnh báo tên lửa. Hệ thống Terma do Đan Mạch thiết kế và sản xuất đã được trang bị cho máy bay chiến đấu của tất cả các quốc gia thành viên lực lượng không quân châu Âu, EPAF. Bên cạnh đó, những chiếc tiêm kích F-16 đầu tiên đến tay Ukraine cũng được trang bị một loạt vũ khí tiên tiến, trong đó có tên lửa AIM-9X. Các tên lửa IM9X còn được biết tới là SkyWinder là các vũ khí không đối không tầm ngắn do tập đoàn Raytheon của Mỹ sản xuất. Chúng có thể được phóng từ trên không cũng như các hệ thống trên mặt đất và có thể tương thích với một loạt chiến đấu cơ gồm F16, F22 và F35. Những tên lửa khác cũng được trang bị cho tiêm kích F16 gồm tên lửa không đối đất AGM-88 HAM, phiên bản tầm xa hơn của bộ kit đạn tấn công trực diện phối hợp JDAM có thể biến bom thông thường thành vũ khí chính xác. Wall Street Journal đầu tuần này đưa tin, ngoài ra còn có các tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến Amraam. Jacob Parakilas, trưởng nhóm nghiên cứu về quốc phòng và an ninh tại châu Âu của tổ chức RAND cho rằng, tên lửa AIM-9X và Amraam sẽ giúp F-16 của Ukraine có ưu thế trong bất kỳ trận không chiến tầm ngắn nào, mà các tiêm kích mới này được tài trợ có thể chạm trán với máy bay chiến thuật của Nga. Chuyên gia Parakilas nhận định với New Week, tuy nhiên kiểu chiến đấu này hiếm khi xuất hiện ở Ukraine vì cả Kiev và Moscow đều giữ máy bay của họ ở rất xa tiền tuyến và tránh xa tầm bắn của tên lửa tầm xa mặt đất của đối phương. Chuyên gia Parakilas đánh giá, thay vào đó im 9 x có thể hữu ích trong việc tấn công các tên lửa hành trình và UAV của Nga nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine, tăng thêm một lớp phòng thủ nữa cho phòng tuyến Ukraine trước những mối đe dọa liên tục này. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB gần đây đã bắt giữ một công dân sinh sống ở tỉnh Zaporizhia vì lên kế hoạch thực hiện tấn công khủng bố theo chỉ đạo của mật vụ Ukraine nhằm vào các quan chức địa phương. Hãng thông tấn TASS của Nga dẫn thông cáo từ FSB viết các nhân viên FSB đã bắt giữ một công dân do có hành vi thu thập và chuyển thông tin bất lợi của giới chức tỉnh Zaporizhia cho phía Ukraine thông qua ứng dụng Telegram. Sau đó, Người này theo yêu cầu của Tổng cục Tình báo trực thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine đã cố tiến hành một hoạt động khủng bố với thiết bị nổ tự chế. Trong đoạn video được FSB công bố, các nhân viên của họ đã nhanh chóng khống chế và thực hiện việc thẩm vấn đối tượng. Hồi cuối tháng 7, các cơ quan an ninh Nga cũng đã bắt giữ ba đối tượng vì có hành vi chuẩn bị tấn công khủng bố nhằm vào lực lượng hành pháp và một địa điểm tôn giáo ở Dagestan. Thông cáo từ cơ quan an ninh liên bang Nga FSB viết rằng các nhân viên của họ trong quá trình khám xét đã thu giữ được thiết bị nổ tự chế từ nhóm người trên. Thông cáo viết thêm, trong quá trình khám xét nhà các đối tượng trên, các điều tra viên đã phát hiện một thiết bị nổ tự chế, thành phần tạo ra thiết bị nổ, nhiều vũ khí lạnh, cờ của tổ chức khủng bố bị cấm và một số điện thoại di động. Trong những chiếc di động đó chứa chỉ dẫn về việc tác chiến trong điều kiện đô thị và rừng rậm, huấn luyện bắn súng, cách hướng dẫn lắp ráp thuốc nổ, vật liệu nổ và lựu đạn. Theo FSB, nhóm đối tượng trên đã thú nhận hành vi. Cách đây không lâu, cơ quan an ninh liên bang Nga FSB cũng tuyên bố phá thành công âm mưu của tình báo Ukraine. Cơ quan này cáo buộc Ukraine tìm cách sử dụng một thủy thủ của tàu sân bay đô đốc Kuznetsov tiến hành tấn công phá hoại con tàu. Đây là tàu sân bay duy nhất của Nga và hiện đang được sửa chữa ở cảng Murmansk. Theo cáo buộc của FSB, tình báo Ukraine đã hứa sẽ trả tiền cũng như hỗ trợ quá cảnh tới Phần Lan sau khi thực hiện tấn công thành công con tàu. FSB đã mở một vụ án hình sự về vụ việc này. FSB cũng thông báo về vụ bắt giữ một công dân Nga đã thừa nhận được quân đội Ukraine chiêu mộ đang chuẩn bị tiến hành một vụ tấn công khủng bố. Người này đã tổ chức gửi ba thiết bị nổ được ngụy trang như quà tặng đến nhà của ba nhân vật cao cấp trong Bộ Quốc phòng Nga tại thủ đô Moscow. Hãng thông tấn Interfax dẫn lời ông Leonid Pashaknik, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk, tự xưng cho hay Ukraine vừa tiến hành một cuộc tấn công vào Lugansk với 8 tên lửa do phương Tây sản xuất, trong đó có 4 tên lửa Attack MS của Mỹ sản xuất và 4 tên lửa Storm Shadow do Anh và Pháp sản xuất. Đại sứ lưu động Bộ ngoại giao Nga, Rodion Mirosnik, trước đây là đại diện của Cộng hòa Nhân dân Lugan tự xưng, tại cuộc đàm phán nhóm tiếp xúc ba bên về Ukraine đã lên án ngay gắt vụ tấn kích tên lửa của Ukraine và gọi đây là cuộc tấn công toàn diện và quy mô lớn vào Lugansk. Ông Mirosnik cho rằng, quân đội Ukraine dường như đã dốc toàn bộ các loại vũ khí để tiến hành vụ tấn công. Theo tờ Ivestia, khoảng 12 tiếng nổ đã được ghi nhận, khói bốc lên dày đặc khắp thành phố Lugansk. Thông tin liên lạc di động trong khu vực tạm thời bị gián đoạn. Hiện chưa rõ Ukraine đã dùng phiên bản Atak nào hay tên lửa Storm Shadow trong đợt tấn công mới nhất vào Lugansk. Atak là hệ thống tên lửa đất đối đất được phát triển dành cho lục quân Mỹ, có tầm bắn lên đến 300 km. Năm ngoái, Mỹ cung cấp phiên bản có tầm bắn ngắn hơn cho Ukraine, nhưng gần đây thừa nhận đã âm thầm chuyển phiên bản 300 km trong năm nay sau một thời gian cân nhắc. Còn tên lửa Storm Shadow là một tên lửa hành trình do Tập đoàn Quốc phòng châu Âu MBDA phát triển và sản xuất, được thiết kế để tấn công các cơ sở hạ tầng kiên cố và các mục tiêu di động hoặc cố định của đối phương. Anh bắt đầu cấp tên lửa Storm Shadow cho Ukraine từ tháng 5 năm ngoái với kỳ vọng vũ khí này có thể giúp Ukraine làm thay đổi cục diện xung đột với Nga. Với tầm bắn từ 250 đến 300 km, tên lửa Storm Shadow có khả năng tấn công vượt xa các hệ thống vũ khí mà Mỹ chuyển giao cho Ukraine. Hãng thông tấn TASS cho hay, ngay sau khi phát hiện cuộc tấn công của Ukraine, các hệ thống phòng không của Nga tại Lugansk đã được kích hoạt. Parlamentskaya Gazeta, PNP.RU, tờ báo chính thức của Quốc hội Nga dẫn thông cáo báo chí của chính quyền Lugansk cho biết, hệ thống phòng không của Nga đã đánh chặn được một số tên lửa, nhưng mảnh vỡ của chúng rơi xuống các khu dân cư. Ông Miroshnik cho biết, hệ thống phòng không Nga tại Lugansk đã hoạt động mạnh mẽ. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố hồi tháng 6 rằng Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào Lugansk bằng 5 tên lửa atak do Mỹ cung cấp. 4 trong số đó đã bị phòng không Nga bắn hạ. Ông Andrei Marokko, một chuyên gia quân sự người Nga nhận định đây là cuộc tấn công lớn nhất vào Lugansk mà Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp. Lugansk chưa bao giờ bị tấn công bởi nhiều tên lửa đến vậy. Theo chuyên gia này, vụ tập kích vào Lugansk không nhằm vào các cơ sở quân sự mà nhắm vào khu định cư, nơi tập trung đông dân cư. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 7 đề xuất các quốc gia thành viên NATO có thể bắn hạ tên lửa Nga bay vào lãnh thổ Ukraine. Hãng tin Reuters dẫn lời ông Zelensky nhấn mạnh, Nga đang sử dụng 300 máy bay chiến đấu trên lãnh thổ Ukraine. Chúng tôi cần ít nhất 120 đến 130 máy bay chiến đấu để có thể kháng cự. Tổng thống Zelensky đã chỉ đạo các nhà ngoại giao tìm hiểu ý tưởng thành lập liên minh các nước láng giềng về đề xuất trên. Ông Zelensky nói chúng ta phải điều tra tính khả thi về mặt công nghệ của việc sử dụng máy bay chiến đấu từ các nước láng giềng để bảo vệ Ukraine trước tên lửa của Nga nhắm vào các nước láng giềng của chúng ta. Trước hết, hãy xem xét các nước thành viên của Liên minh. Theo quan điểm của ông Zelensky, quyết định này có lẽ gây khó khăn cho các đối tác vì họ luôn lo sợ gia tăng quá mức. Ông Zelensky nói, nhưng chúng tôi đang giải quyết vấn đề đó và chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc tôi tin rằng chúng tôi có một hội đồng Ukraine, NATO tốt. Tôi đã giao trách nhiệm cho các nhà ngoại giao của chúng tôi trong việc hợp tác với NATO để có một cuộc họp như vậy và đó là ngày mà chúng tôi có thể thảo luận về chủ đề cụ thể này đã được giải quyết. Tôi muốn sử dụng công cụ này để các nước NATO có thể thảo luận về ý tưởng thành lập một liên minh nhỏ gồm các nước láng giềng để bắn hạ tên lửa của đối phương trên không phận Ukraine. Trước đó, ông Zelensky đã so sánh hoạt động NATO bắn hạ tên lửa Nga với việc Mỹ và Anh đã hỗ trợ Israel bắn hạ nhiều tên lửa Iran phóng vào Israel hồi tháng 4 và lập luận rằng việc bắn hạ tên lửa Nga đang bay tới sẽ không khiến NATO can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine. Đáp lại, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tuyên bố NATO sẽ hỗ trợ Ukraine và chúng tôi đã tăng cường viện trợ. Song chính sách của NATO vẫn không thay đổi. Chúng tôi sẽ không tham gia vào cuộc xung đột này. Chúng tôi sẽ không trở thành một bên tham chiến. Vì vậy, chúng tôi ủng hộ Ukraine trong việc bắn hạ máy bay Nga, nhưng NATO sẽ không trực tiếp tham gia. Ông Stoltenberg lưu ý thêm, các quốc gia khác nhau đã áp đặt những hạn chế khác nhau trong việc sử dụng vũ khí mà họ cung cấp cho Ukraine. Dù vậy, Mỹ và EU vẫn cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí mà ông Zelensky yêu cầu, bao gồm hệ thống tên lửa Patriot và các loại vũ khí khác có khả năng tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Bộ tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine vừa qua xác nhận lực lượng quân đội nước này đã tấn công sân bay Morozovsk ở tỉnh Rostov cùng một số kho dầu ở Benkovsk, Kursk và Rostov thuộc liên bang Nga. Pradačich thông báo dự án Schemi của Radio Liberty đang sở hữu hình ảnh vệ tinh mới nhất từ Planet Labs cho thấy hậu quả cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào sân bay quân sự Morozovsk. Morozovsk nằm cách thành phố Rostov-on-Don khoảng 250 km. Các kho đạn dược nằm ở phía đông bắc sân bay đã bị hư hại đáng kể. Dấu vết của đám cháy cũng xuất hiện gần các tòa nhà khác và gần khu vực đội máy bay chiến đấu của Nga. Ukraine cho biết các cuộc tấn công bằng UAV trên là nhằm đáp trả các cuộc ném bom của Nga mà họ đã hứng chịu trong hơn 2 năm qua. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram không quân chiến đấu của Nga phải bị loại bỏ ở bất cứ nơi nào bằng mọi biện pháp hiệu quả việc tấn công vào các sân bay của Nga cũng khá công bằng và chúng ta cần giải pháp chung này với các đối tác của mình, một giải pháp an ninh. Ngoài ra, các lực lượng Ukraine cũng tấn công một số kho dầu và cơ sở lưu trữ nhiên liệu của Nga tại Belgorod, Kursk và Rostov khiến ít nhất hai bồn chứa nhiên liệu phát nổ. ABC Ukraine dẫn các nguồn tin quân sự cho biết, máy bay không người lái của cơ quan tình báo quốc phòng đã nhắm một cơ sở lưu trữ nhiên liệu tại Alas, gần thị trấn Kamensk, shakhtinsky ở vùng Rostov. Cơ sở này cung cấp nhiên liệu cho các đơn vị quân đội Nga đang hoạt động tại Donetsk và Lugansk. Theo các nguồn tin, cuộc tấn công vào cơ sở này được thực hiện bằng 15 máy bay không người lái. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các hệ thống phòng không của nước này đã chặn và phá hủy tổng cộng 75 máy bay không người lái UAV, trong đó bao gồm 36 chiếc UAV ở Rostov, 8 chiếc UAV tại Kursk, 9 chiếc UAV ở Belgorod, 17 chiếc UAV tại Orion, 2 chiếc UAV ở Ryazan, 1 chiếc trên vùng Bryansk và một chiếc ở biển Azov. Theo Newsweek, các máy bay được sử dụng để tấn công Ukraine không còn xuất hiện ở hai căn cứ không quân của Nga trên bán đảo Crimea. Đây là tuyên bố của ông Dmytro Pletenchak, phát ngôn viên hải quân Ukraine. Ông Pletenchak cho hay Nga hiện có 5 sân bay quân sự ở Crimea, nhưng hai trong số này hiện không có máy bay. Ông nói thêm, Nga có thể đã di rời các máy bay vào đất liền nhưng họ cần có hệ thống hậu cần phù hợp để cung cấp nhiên liệu và các nhu yếu phẩm khác. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng bình luận về thông tin trên. Kiev đã liên tục tấn công các căn cứ không quân, trung tâm hậu cần và cơ sở hải quân của Moscow ở bán đảo Crimea kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ vào tháng 2 năm 2022. Ngoài ra, các cuộc tấn công của Ukraine còn nhắm vào những căn cứ không quân bên trong lãnh thổ Nga và các sân bay quân sự tấn công các kho chứa đạn dược, bao gồm kho chứa bom dẫn đường được dùng để tấn công Ukraine suốt nhiều tháng qua. Bộ Quốc phòng Anh trước đó từng nhận định, Nga có thể sẽ phải phân tán dàn chiến đấu cơ để đề phòng các đợt tấn công tiếp theo của Ukraine. Điểm khác biệt trong loạt tấn công gần đây có thể là thực tế Ukraine đang sở hữu vũ khí tầm bắn xa hơn và được bật đèn xanh để sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp. Bộ Quốc phòng Nga đã từng cảnh báo Ukraine dùng vũ khí do phương Tây cung cấp tấn công lãnh thổ Nga là một kịch bản nhạy cảm, có khả năng khiến xung đột Nga-Ukraine lan rộng thành xung đột trực diện giữa Nga với phương Tây và tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Mới đây, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã tuyên bố có thể sẽ đến lúc Moscow cần triển khai tên lửa hạt nhân chiến thuật để đáp trả các hành động của phương Tây. Ông Ryabkov nói rằng, tôi xác nhận nếu Tổng thống Vladimir Putin, Tổng tư lệnh tối cao các lực lượng vũ trang Nga nếu quân đội của chúng ta tuyên bố rằng chúng ta cần đạn dược đặc biệt cho một số tàu sân bay nhất định thì loại vũ khí đó sẽ được triển khai. Nhưng quyết định này phải được đưa ra dựa trên sự kết hợp của nhiều yếu tố. Tôi không loại trừ khả năng sẽ đến lúc cần đến điều đó. Trước đó, theo thông cáo báo chí chung của Washington và Berlin, Mỹ sẽ bắt đầu triển khai theo đợt hỏa lực tầm xa của lực lượng đặc nhiệm đa miền tại Đức vào năm 2026, bao gồm tên lửa phòng không SM-6 có tầm bắn lên tới 460 km và tên lửa hành trình Tomahawk được cho là có thể tấn công các mục tiêu ở cách xa hơn 2.500 km. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Sebastian Fischer cho biết kế hoạch triển khai các vũ khí này là nhằm ngăn chặn việc sử dụng vũ khí của Nga nhằm vào Đức hoặc các mục tiêu khác. Đây là một phần trong các nỗ lực nhằm duy trì sự cân bằng chiến lược ở châu Âu, nơi đã chứng kiến sự gia tăng căng thẳng giữa Nga và phương Tây. Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng cảnh báo nếu tên lửa tầm xa của Mỹ xuất hiện ở Đức Nga sẽ không còn tuân thủ lệnh tạm dừng đơn phương về việc triển khai vũ khí tấn công tầm trung và tầm ngắn, bao gồm cả việc tăng cường năng lực cho các lực lượng ven biển của hải quân nước này. Ông ám chỉ rằng Nga có thể khôi phục các vũ khí đó, đặc biệt là sau khi hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung INF bị đình chỉ vào năm 2019. Sĩ quan tình báo Mỹ đã nghỉ hưu, Scott Reiter cho biết trong cuộc phỏng vấn với nhà báo Danny Hải Phong rằng quân đội Ukraine đang cố tình nhắm mục tiêu vào dân thường Ông lưu ý, người Ukraine đang tấn công các mục tiêu dân sự một cách bừa bãi, chỉ đơn giản là đem hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và Vempaira để bắn phá. Theo cựu sĩ quan tình báo, việc bắn phá các khu dân cư chính là tiếp tục chính sách mà chế độ Kiev đã tiến hành ở Donbass trước đây. Sĩ quan Ritter gọi đó là hành động khủng bố, vi phạm luật nhân đạo quốc tế. Chuyên gia tóm lược, đây là hành động tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự thuần túy, không có mục tiêu quân sự nào trong khu vực lân cận. Theo chính quyền địa phương, Lực lượng Ukraina đã nhắm mục tiêu vào một số địa điểm ở Donbass bằng tên lửa do phương Tây cung cấp, bao gồm cả thành phố Lugansk. Người đứng đầu khu vực, Leonid Pashenik cho biết trong một bài đăng trên Telegram, Lugansk đã bị tấn công bằng ít nhất 8 ATACMS và 4 tên lửa Storm Shadow, đồng thời nói thêm rằng các nhà kho chứa nhiên liệu và khu dân cư đã bị tấn công. Ông cho biết, các hệ thống phòng không đã có thể đẩy lùi một phần cuộc tấn công, đánh chặn ít nhất 4 tên lửa với các mảnh vỡ gây ra các đám cháy nhỏ ở ngoại ô thành phố. Hình ảnh lan truyền trực tuyến cho thấy một cột khói đen dày bốc lên từ nơi được cho là kho nhiên liệu. Chưa có thông tin chính thức nào được cung cấp về bất kỳ thương vong nào có thể xảy ra. Trong diễn biến có liên quan, nhà khoa học chính trị Mỹ John Mearsheimer đưa ra nhận định trong một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube Jugging Freedom rằng xung đột Ukraine sẽ kết thúc với sự thất bại của lực lượng vũ trang Ukraine trên chiến trường. Ông Mearsheimer nhận xét, Tôi nghĩ rằng cho đến khi quân đội Ukraine sụp đổ hoàn toàn trên chiến trường, sẽ vô cùng khó khăn để đạt được bất kỳ thỏa thuận nào. Theo ý kiến của giáo sư, lực lượng vũ trang Nga đang tiêu diệt lực lượng vũ trang Ukraine. Đồng thời, ông Mir nói thêm rằng Kiev không thể làm gì để chống lại quân đội Nga. Chuyên gia kết luận, nói một cách tổng quát hơn, người Ukraine và phương Tây không thể cùng nhau giải quyết vấn đề này. Vì vậy, những gì sẽ xảy ra sẽ chỉ trở nên tồi tệ hơn. Người Ukraine đang gặp rắc rối lớn. Trước đó, Bộ Quốc phòng Ukraine báo cáo rằng các lực lượng vũ trang Nga đã thực hiện 11 cuộc tấn công nhóm bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái tấn công trong tuần qua. Kết quả, có thể tấn công các doanh nghiệp phức hợp công nghiệp quân sự của Ukraine, sản xuất và sửa chữa xe bọc thép cũng như các xưởng lắp ráp và kho chứa tấn công. Thông báo của cơ quan an ninh Ukraine SBU cho biết các lực lượng của họ đã loại bỏ hệ thống TOS-1A hay sơn xe của Nga ở khu vực Zaporizhia thuộc phía nam Ukraine. Đoạn video được SBU chia sẻ cho thấy một máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất đang hướng đến hệ thống pháo phản lực TOS-1A. Một video khác ghi lại khoảnh khắc tác động của vụ nổ đối với TOS 1A. Các vũ khí nhiệt áp sử dụng hai thiết bị kích nổ gây ra vụ nổ có sức tàn phá lớn hơn vũ khí thông thường. Loại vũ khí này còn được gọi là bom chân không đã được lực lượng Liên Xô cũng như quân đội Mỹ sử dụng vào những năm 1960. Bộ Quốc phòng Anh cho biết vào tháng 3 năm 2022 rằng những tên lửa nhiệt áp tạo ra hiệu ứng cháy và nổ kéo dài hơn so với chất nổ thông thường. Tác động của TOS 1A rất khủng khiếp. Nó có thể phá hủy các cơ sở hạ tầng và gây ra tổn thương đáng kể với các cơ quan nội tạng cũng như gây bỏng nhanh chóng, dẫn đến nguy cơ tử vong cho những người bị tấn công. Vũ khí này thường được sử dụng để nhắm vào các mục tiêu như các tòa nhà và chiến hào. Theo quân đội Mỹ TOS-1A có thể bắn vài chục tên lửa nhiệt áp và được gắn trên các khung gầm xe tăng chiến đấu chủ lực khác nhau, tùy thuộc vào từng phiên bản, đây là phiên bản nâng cấp của TOS-1 với tầm bắn tăng lên do tên lửa dài hơn. Tên lửa của hệ thống TOS 1A có chiều dài 3,3 đến 3,7 m, trọng lượng 173 kg đến 217 kg. TOS 1A cũng có thể sử dụng nhiều loại đầu đạn khác nhau bao gồm đạn cháy nhiệt áp. Nhà xuất khẩu quốc phòng Nga Rosoboronexport mô tả TOS 1A là súng phun lửa hạng nặng có thể sẵn sàng bắn trong vòng 90 giây, khiến nó trở thành vũ khí cực kỳ nguy hiểm với khả năng chiến đấu tuyệt vời. Bộ Quốc phòng Nga đã gọi đây là một vũ khí mạnh mẽ có thể gây ra sự hoảng loạn cho đối phương. SBU cho hay trong một thông báo, hệ thống này là niềm tự hào của ngành công nghiệp quân sự Nga và là một mục tiêu hiếm có trên tiền tuyến. Chuyên gia quốc phòng và công nghệ quân sự David Hamlin nói với New Newsweek: Chúng là mục tiêu ưu tiên cao của quân đội Nga, nhưng Moscow chỉ có số lượng nhỏ các hệ thống này, SBU của Ukraine nhận định. Hệ thống TOS-1A được trang bị đầy đủ đạn dược và sẵn sàng tấn công khi các lực lượng của Kiev xác định vị trí và nhắm vào hệ thống này. Ukraine trước đó tuyên bố đã phá hủy các hệ thống TOS-1A, bao gồm cả hệ thống ở khu vực Zaporizhia. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi đầu tháng 7 đã đề xuất các quốc gia thành viên NATO có thể bắn hạ tên lửa Nga bay vào lãnh thổ Ukraine. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine thừa nhận Chiến trường Ukraine đang bước vào một trong những giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine. Trước đó, ông Zelensky có lần đề nghị NATO bắn hạ tên lửa Nga và so sánh những gì mà Anh và Mỹ đã từng làm với Israel hồi giữa tháng 4 khi nhà nước Do Thái hứng chịu đợt không kích sử dụng hàng loạt máy bay không người lái và tên lửa từ Iran. Và mới đây nhất, Ukraine tiết lộ sẽ thảo luận với các nước NATO về việc thành lập một liên minh bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Zelensky gọi động thái này là trách nhiệm rất lớn có thể gây khó khăn cho các đối tác. Nhưng ông giao nhiệm vụ cho các nhà ngoại giao tổ chức một cuộc họp của Hội đồng NATO Ukraine để thảo luận về vấn đề này. Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trước đó nhấn mạnh, NATO sẽ không tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine. Chúng tôi không có kế hoạch đưa binh sĩ NATO đến Ukraine hay mở rộng hệ thống lá chắn phòng không sang Ukraine. Dù vậy, Mỹ và EU vẫn cung cấp cho Ukraine những loại vũ khí mà ông Zelensky yêu cầu, bao gồm hệ thống tên lửa Patriot và các loại vũ khí khác có khả năng tấn công vào sâu trong lãnh thổ của Nga. Trong diễn biến liên quan, nhà phân tích chính trị và quân sự Nga Sergei Politaev cho rằng việc phương Tây trần trừ trước lời kêu gọi trên của ông Zelensky là vì họ không muốn bị kéo vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và ngại đối đầu quân sự trực tiếp với Moscow. Theo ông Politaev, việc NATO bắn hạ tên lửa vào máy bay của Nga sẽ gây rủi ro cao và có nguy cơ xảy ra xung đột hạt nhân. Phương Tây cũng nhiều lần cảnh báo nếu một nước NATO trở thành bên tham chiến, toàn bộ khối buộc phải kích hoạt điều 5 hiệu ước NATO về phòng thủ tập thể làm tăng khả năng bùng nổ xung đột quân sự giữa NATO và Nga. Nhìn chung, giới quan sát cho rằng phương Tây vẫn khá e dè về lời kêu gọi của ông Zelensky. Do đó, có thể thấy rõ khả năng NATO động tay với tên lửa Nga vẫn là một viễn cảnh khó xảy ra. 17 ngày liên tục diễn ra những điều hiếm thấy trong lịch sử Mỹ đã làm đảo lộn lộ trình thanh thang của cựu Tổng thống Donald Trump. Từ khoảnh khắc ông bước lên sân khấu Đại hội Toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở Milwaukee, con đường tiến tới chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ của ông Trump có vẻ đã quá rõ ràng. Thời điểm đó, Đảng Cộng Hòa với tinh thần thống nhất cao đã tập hợp xung quanh ông Trump sau khi ông sống sót trong vụ ám sát. Trong khi đó, đối thủ của ông là Tổng thống Joe Biden rơi vào cảnh bị sụt giảm ủng hộ, tốc độ gây quỹ chậm chạp vì rất nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về sức khỏe của ông. Và rồi cuộc đua giành ghế Tổng thống năm 2024 đã bị đảo lộn hoàn toàn. Ông Trump đi trạch hướng với bài phát biểu tại bế mạc Đại hội Đảng Cộng Hòa đưa ra những ý kiến gay gắt mang tính đảng phái khiến lời kêu gọi đoàn kết mà ông đưa ra trước đó bị suy yếu. Ba ngày sau, Tổng thống Biden rời khỏi đường đua. Mặc dù bà Kamala Harris mới chỉ được Tổng thống Biden chuyển lại trọng trách trong cuộc đua vào Nhà Trắng ít ngày, nhưng đã cho thấy ưu thế vượt trội của phương pháp tranh cử không quá cực đoan so với ông Donald Trump. Cụ thể gần đây, ông Trump liên tục có các phát ngôn công kích có phần thái quá với đối thủ và đảng đối lập. Các phát ngôn vô tình nhắm vào các tầng lớp trong xã hội như phụ nữ, nhất là phụ nữ không có gia đình. Bà Harris khiến nhóm hỗ trợ chiến dịch của ông Trump phải vật lộn tìm ra chiến lược nhất quán để đối phó. Trong bối cảnh đó, ông Trump xuất hiện tại hội nghị của Hiệp hội Nhà báo Da Đen Quốc gia ở Chicago hôm 31 tháng 7. Tại sự kiện đó, ông Trump đưa ra những thông tin sai về chủng tộc của bà Harris, tuyên bố rằng Phó Tổng thống Harris, con gái của những người nhập cư từ Ấn Độ và Jamaica, giờ muốn được biết đến là người da đen sau nhiều năm chỉ quảng bá di sản ấn độ phát biểu này vấp phải nhiều chỉ trích đến nay lợi thế trên đường đua tiếp tục thuộc về bà harris bà harris đã nhanh chóng loại bỏ lợi thế của ông trump so với tổng thống biden trong các cuộc thăm dò ý kiến và gây quỹ trước đây trong nhiều tháng trước những người xung quanh ông trump cảm thấy như thể ông không thể thua số tiền quyên góp ủng hộ ông tăng vọt kể cả sau khi ông bị tòa án ở new york kết tội trọng tội Chiến dịch của ông Trump đã dành 2 năm qua để xây dựng chiến lược đối phó với đương kim tổng thống 81 tuổi, bao gồm việc chi hàng chục triệu đô la vào dữ liệu, mô hình hóa và quảng cáo nhắm thẳng vào tổng thống Biden. Các cố vấn của ông Trump khẳng định chiến dịch của ông đã sẵn sàng cho sự thay đổi tiềm tàng từ lâu trước khi ông Biden chính thức bỏ cuộc. Trong nỗ lực chấm dứt tuần trăng mật của phó tổng thống Kamala Harris và đảng Dân Chủ, cựu tổng thống Donald Trump và đội ngũ chiến dịch đã lên kế hoạch tập trung công kích đối thủ về vấn đề nhập cư trái phép, lạm phát, những hồ sơ mà bà từng xử lý khi còn làm công tố viên và khắc họa bà là người cực đoan. Tuy nhiên, kế hoạch không được duy trì lâu khi ông Trump liên tục đi chệch khỏi thông điệp đó. Ông Trump phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Atlanta rằng chúng tôi phải nỗ lực hết sức để định nghĩa bà ấy. Tôi thậm chí không muốn định nghĩa bà ấy. Tôi chỉ muốn nói bà ấy là ai. Bà ấy là một chương trình kinh dị. Bà ấy sẽ phá hủy đất nước của chúng ta. Theo tổng hợp kết quả thăm dò toàn quốc do nhà phân tích bầu cử Nate Silver thực hiện và công bố, Phó tổng thống Kamala Harris giành được 45,5% tỷ lệ ủng hộ, ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành được 44,1% và ứng viên độc lập Robert F Kennedy Jr giành được 5%. Trước khi tổng thống Joe Biden dừng tranh cử, ông Trump dẫn trước ông Biden trong khảo sát toàn quốc với tỷ lệ lần lượt là 45,2% và 41,2%. Việc thay đổi ứng viên tổng thống từ ông Biden sang bà Harris hiện được xem là quyết định đúng đắn đối với Đảng Dân chủ. Ông Trump dẫn trước bà Harris trong phần lớn tháng 7, bao gồm cả những tuần ngay sau khi tổng thống Biden rút khỏi cuộc đua. Bà Harris bắt đầu dẫn trước cựu tổng thống vào cuối tháng qua. Theo mô hình của nhà phân tích Silver, ông Trump từng có 73% cơ hội chiến thắng khi đối đầu với ông Biden. Bà Harris hiện có 50,5% cơ hội thắng cử so với 48,8% của ông Trump. Tổng thống Mỹ không được bầu bằng số phiếu phổ thông toàn quốc mà bằng phiếu đại cử tri. Số phiếu đại cử tri của mỗi bang được phân bổ chủ yếu dựa trên dân số. Hầu hết các bang đều trao toàn bộ phiếu đại cử tri cho người chiến thắng và ứng viên cần ít nhất 270 phiếu đại cử tri trong tổng số 538 phiếu để giành chiến thắng. Mô hình tổng hợp của nhà phân tích Silver được đưa ra một tuần sau khi Bloomberg News Morning Consult công bố kết quả khảo sát cho thấy Phó tổng thống Harris giành được 48% tỷ lệ ủng hộ ở tổng thể các bang chiến trường và ứng viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump giành được 47%. Cụ thể, bà Harris dẫn trước ông Trump ở 4 trong 7 bang chiến trường, ông Trump dẫn trước tại 2 bang, hai người hòa nhau tại 1 bang. Giáo sư về chính phủ tại Đại học Mỹ David Baker cho biết, mức độ ủng hộ mà bà Harris có được nhiều khả năng sẽ đạt đỉnh trong đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ dự kiến diễn ra vào giữa tháng 8. Theo truyền thống, các đại hội như vậy thường tạo ra thứ mà các nhà khoa học chính trị gọi là hiệu ứng bước, nghĩa là tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên tăng sau so một đại hội được tổ chức tốt là khá bền vững so với các loại hiệu ứng khác của chiến dịch. Theo trang web chuyên thăm dò ý kiến FiveThirtyEight, bà Harris có lợi thế hơn ông Trump 1,2% ở cấp độ quốc gia. Các cuộc thăm dò khác được tiến hành kể từ khi tổng thống Biden tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng bao gồm các nghiên cứu của YouGov và Savix cũng cho thấy bà Harris dẫn trước ông Trump trung bình từ 2 đến 4 điểm phần trăm.